Giữa lúc Hương Giang bị nghi vấn có tình mới ngoại quốc, Mát Liêu vẫn giữ khăng khăng hành động này. Hành động của Mát Liêu mới đây đã khiến dân tình không khỏi xôn xao, đặc biệt là giữa nghi vấn Hương Giang có tình mới. Mới đây mạng xã hội đã không khỏi xôn xao trước khoảnh khắc thân mật giữa Hương Giang và một chàng trai trẻ Hàn Quốc. Được biết đây là những hình ảnh trong hành trình của Hương Giang tại chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Xuất hiện trong một đoạn clip, cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhau ăn uống thoải mái trông vô cùng vui vẻ và thân mật. Trong một số khoảnh khắc, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 còn ghé sát mặt và cười đùa vui vẻ với người đàn ông ngoại quốc này khiến dân mạng không ngừng đặt thắc mắc, nghi vấn Hương Giang có tình mới chỉ ít tháng sau khi công khai chia tay Mát Liêu. Giữa lúc Hương Giang vướng nghi vấn có tình mới ngoại quốc, dân mạng lại đổ dồn sự tập trung vào Mát Liêu. Theo đó, dân mạng phát hiện rằng, nam CEO vẫn giữ khăng khăng hành động không theo dõi bất kỳ ai kể từ ngày chia tay Hương Giang. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Mát Liêu cũng không chia sẻ điều gì liên quan đến tình yêu mà thay vào đó tập trung cho công việc lẫn các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt, Hương Giang và Mát Liêu khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì công khai đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò. Song cách đây chưa lâu, Mát Liêu, bạn trai cũ của Hương Giang bất ngờ xóa hết loạt ảnh mặn nồng thời điểm cả hai còn yêu nhau. Ngoài ra, Mát Liêu còn chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh khiến dân tình suy đoán rằng nam CEO đang ẩn ý chuyện đã có bạn gái mới. Anh viết, A person in hai man tan mic, if you want a person in hai year cao tê tham mi noting character đất. Tạm dịch, một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có.